Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 3 tháng 6 năm 2014 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 15 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 25 người, trong đó có 18 vụ va chạm, làm bị thương 12 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau khi một đoạn video dài 3 phút ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông cầm súng dọa người vi phạm được đăng tải trên mạng hôm 29 tháng 5, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được xác định là người trong đoạn video này. Đại tá Nông Văn Định, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa vì hành vi ứng xử không đúng mực trong khi làm nhiệm vụ. Trong video, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa cùng một cảnh sát khác đã lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên. Thiếu tá Hòa tay lăm lăm khẩu súng, liên tục nói những lời lẽ không hay. Sau đó, Thiếu tá Hòa tiến sát một nam thanh niên, chĩa súng vào mặt người này thách thức và bắn chỉ thiên vì cho rằng những thanh niên kia chống đối. Trước việc hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm xảy ra tình trạng lún nứt khi đưa vào khai thác chưa được bao lâu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định mục tiêu cao nhất của các công trình giao thông là chất lượng, không hy sinh chất lượng để đánh đổi bất kỳ yếu tố nào khác. Bộ trưởng Thăng yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, từ Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng đến Tổng Giám đốc, Đội trưởng, Tổ trưởng. Nếu để công trình kém chất lượng đều bị xử lý nghiêm, nếu làm không được sẽ bị điều chuyển, thay thế ngay. Đặc biệt, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, nếu cuối năm nay còn để xảy ra tình trạng chất lượng công trình kém sẽ bị điều chuyển công tác đi nơi khác. Cùng với đó, tất cả các nhà thầu chính tại các gói thầu không được thuê thầu phụ thi công các hạng mục chính. Bộ trưởng Thăng cũng khẳng định quốc lộ 1 và quốc lộ 14 phải là những công trình mẫu mực về chất lượng, dứt khoát không để xảy ra hiện tượng hằn lún. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định cho thôi chức vụ Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Đạt Tường. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, điều mà ông quan tâm là năng lực công tác và hiệu quả công việc. Bộ trưởng cũng cho hay bản thân ông Nguyễn Đạt Tường không có vấn đề gì, đạo đức trong sáng, nhưng công việc ông Tường làm không tốt nên buộc phải thay thế. Sự chia trẻ yếu kém của ngành đường sắt, mà cụ thể là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lâu nay ai cũng nhìn thấy và việc đổi mới ngành này là một yêu cầu cấp bách. Bởi thế, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đi tới quyết định thay đổi nhân sự, đặc biệt là các chức vụ cấp cao của ngành đường sắt. Ngoài việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra yêu cầu thay đổi nhân sự đối với ít nhất 10 vị trí điều hành cấp cao tại tổng công ty này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định bổ sung kinh phí cho Thanh tra Giao thông tỉnh để chi hỗ trợ hoạt động cho trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động với số tiền trên 660 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì Đường bộ tỉnh năm 2014. Trong đó, phần chi phí hỗ trợ nhân viên vận hành trạm và lực lượng tham gia xử lý chiếm phần lớn với 404 triệu đồng. Tiếp đó là chi phí thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, phục vụ trạm như máy phát điện, nhiên liệu cho máy phát điện và ô tô chiếm hơn 200 triệu đồng. Trước đó, Đoàn Kiểm tra Liên ngành trạm cân lưu động cũng đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành hỗ trợ kinh phí để tạo điều kiện, cơ sở vật chất tốt hơn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm cân. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người thiệt mạng tại Thái Lan vào sáng sớm ngày hôm qua. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định danh sách của 13 người Việt tử vong thay vì con số của 13 người như các báo đã đưa tin trước đó. Song do thi thể các nạn nhân đều cháy đen, nên cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính của từng người. Vụ tai nạn khiến 15 người Việt Nam thương vong. Hiện tại những người bị thương vẫn đang nguy kịch. Cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Trong khi đó, những nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa thể nhận dạng được thi thể do tất cả đều bị cháy đen. Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng qua ngày 2 tháng 6, chiếc xe du lịch 15 chỗ lưu thông trên cao tốc 201 hướng từ Bangkok đi tỉnh Nông Bua Lam Phu. Khi vừa qua đồn cảnh sát quận Khaeng Kro không xa, thì bất ngờ lạc tay lái đi vào làn đường dành cho xe tải và đâm vào phía sau một xe tải đi cùng chiều.
Do xe ô tô chở khách sử dụng khí hóa lỏng LPG nên sau khi va chạm đã bốc cháy, làm các nạn nhân bị cháy đen. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Ken đã đề nghị nhà chức trách Thái Lan cho chuyển các thi hài về bệnh viện Khon Ken để bảo quản lạnh và phối hợp các cơ quan hữu quan của nước bạn để chuẩn bị làm thủ tục xét nghiệm ADN, nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời thăm hỏi nạn nhân bị thương và hỗ trợ làm các thủ tục lãnh sự cho người bị tai nạn. Được biết, xe bị tai nạn nằm trong đoàn 5 xe chở 64 người Việt Nam thuộc nhóm giới trẻ công giáo Việt Nam tại Thái Lan, đa phần quê tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, sang lao động tự do tại Thái Lan. Đoàn xe trên đang trên đường từ Bắc Công đi tỉnh Nông Bua Lam Phu để giao lưu với nhà thờ Mikia, nơi bảo trợ cho trẻ em bị tân nguyên. Hiện nay, mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm thời trang kém chất lượng đang được bày bán và sử dụng tràn lan. Đó là nguy cơ tiềm ẩn gây ra thương tích cho người sử dụng trong các vụ tai nạn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố siết chặt việc quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 6 năm 2014, người tham gia giao thông sử dụng các loại mũ không phải mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt như hành vi không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện cũng bị xử lý. Trong đợt cao điểm này, sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm, cấm các loại mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp nhập lậu trên thị trường, kiểm soát xử lý nghiêm người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm. Đây là chiến dịch của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và được triển khai vào tháng cao điểm nắng nóng của mùa hè, thời điểm mà người tham gia giao thông thường chọn những loại mũ thời trang nhưng không có chức năng bảo hiểm, bảo vệ đầu để đội khi đi xe gắn máy. Quỹ bảo trì đường bộ thu từ xe máy, bên cạnh mục đích tu bổ các tuyến đường liên tỉnh, đường nội thị tại các địa phương thì sẽ được dùng để làm đường nông thôn. Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý trong Nghị định 56 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 18 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ vừa được ban hành. Thu được từ mô tô, xe máy sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào quỹ địa phương thay vì nộp hoàn toàn cho quỹ bảo trì đường bộ địa phương như trước đây. Tuy nhiên, tùy vào thực tế của từng địa phương trong từng thời kỳ, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được với mô tô, xe máy hợp lý để cấp chi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã làm đường giao thông nông thôn và phần bổ sung cho quỹ địa phương. Một điểm mới nữa là nghị định cho phép Bộ Giao thông Vận tải quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo tháng, quý năm, kỳ đăng kiểm đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí. Với quy định này, chủ xe có thể đóng phí theo tháng, quý thay vì đóng theo năm và theo chu kỳ 3, 6, 9 tháng như quy định hiện hành. Sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
quý vị, ngày 8 tháng 6 tới đây, cầu Vĩnh Thịnh trên tuyến đường Vành Đai 5 nối tỉnh Vĩnh Phúc với thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội sẽ được thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác sử dụng. Đây là công trình giao thông hiếm hoi trên cả nước, có thời gian thi công vượt tiến độ 6 tháng với tổng mức đầu tư 137 triệu đô la Mỹ, sử dụng nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng Việt Nam. Phóng viên VTC14 đã ghi nhận lại không khí lao động khẩn trương tại công trình này trước ngày cầu được thông xe. Những phần việc cuối cùng trên công trường cầu Vĩnh Thịnh trong cái nắng như thiêu như đốt đầu tháng 6. 99% khối lượng công việc đã hoàn thành. Việc giải thảm mặt đường, sơn kẻ vạch và tạo cảnh quan công trình dự kiến sẽ kết thúc trước ngày thông xe 8 tháng 6. Sơn kẻ đường, chỉ trong ngày mai chúng tôi sẽ hoàn thiện. Còn mỗi khu vực đầu tuyến hiện đang thực hiện giải nhựa asphalt. Và để hoàn thành, chúng tôi hiện nay đang huy động toàn bộ lực lượng làm tăng ca, đảm bảo công trình hoàn thiện đúng kế hoạch. Có tổng vốn đầu tư lên tới 137 triệu đô la Mỹ, cầu Vĩnh Thịnh là cây cầu đầu tiên của cả nước hoàn thành vượt tiến độ tới 6 tháng. Dù vậy, nhiều ý kiến lại tỏ ra lo ngại về chất lượng công trình cũng như những hư hỏng mặt đường sau khi đưa vào khai thác. Dù cây cầu vượt tiến độ 6 tháng, nhưng mục tiêu hàng đầu của chúng tôi vẫn là chất lượng. Đặc biệt nền móng ban đầu xử lý rất kỹ, nên có thể khẳng định công trình hoàn toàn đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như chất lượng. Ban quản lý dự án thăng long chúng tôi thì lúc nào cũng quan điểm kể cả nhưng mà vượt tiến độ như chất lượng vẫn phải đảm bảo và đạt chất lượng tốt. Chúng tôi sẽ không đánh đổi về chất lượng lấy tiến độ công trình, và cái chất lượng lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Và an toàn lao động cũng đặt lên hàng đầu sau khi đến là cái tiến độ công trình. Nhưng mà cái công trình này mặc dù vượt tiến độ hơn 6 tháng nhưng mà tiến độ vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án cho biết sau gần 30 tháng thi công, tới thời điểm này có thể coi dự án cầu Vĩnh Thịnh đã hoàn tất. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về mặt bằng nhưng hiện đã giải quyết dứt điểm. Cầu Vĩnh Thịnh là một cái cây cầu có ý nghĩa rất là quan trọng đối với vùng thủ đô Hà Nội. Cây cầu nằm trên Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, kết nối các tỉnh phía Bắc với các tỉnh miền núi như là Hà Nội, Hà Nam, rồi là các tỉnh phía trong đi lên Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai thì đi trên đường Vành Đai 5 này. Và cái cây cầu này có ý nghĩa là tức là nó sẽ chia tải cho những cái xe quá cảnh qua thành phố Hà Nội và góp phần vào chống ách tắc giao thông cho thành phố. Với tổng chiều dài toàn dự án là 5.487 m, trong đó phần cầu dài 4.480 m, Vĩnh Thịnh được coi là cây cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất vượt sông Hồng tính đến thời điểm này. Điểm đầu dự án tại nút giao quốc lộ 32 với tuyến tránh Sơn Tây, điểm cuối vượt qua đê tả sông Hồng khoảng 200 m và kết nối với quốc lộ 2C. Cầu Vĩnh Thịnh trên quốc lộ 2C bắc qua sông Hồng cũng là cây cầu đầu tiên trên tuyến đường Vành Đai 5 thuộc vùng thủ đô Hà Nội được hoàn thành. Đây là tuyến vành đai liên kết các đô thị vệ tinh xung quanh khu vực thành phố Hà Nội, kết nối mạng lưới giao thông từ các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang với các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và ngược lại, nên có vai trò hết sức quan trọng, kết nối và giảm tải cho giao thông nội đô Hà Nội và các vùng lân cận. Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 6 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.